Lên đi, đến ngày mai cũng có dịp lắm. Ném kiểu này là thấy to rồi. Hello, xin chào anh em nha. Lại là mình đây. Và thì hôm nay mình lại tiếp tục làm một video về game mua PC.tv nha anh em ơi. Thì hôm nay nó đã mở là xoay được pin 2.5 rồi, nhưng mà cái xem boss mới khó. Hồi chiều đến giờ boss ra mình cũng không có căng mình đi được. Thì phải để tối mới ngày mai con đi em đi boss để kiếm nguyên liệu xoay nha. Thì muốn xoay pin 2.5 là phải có pin 2. Thì bây giờ mình sẽ xoay lấy mấy phát pin 2 nữa để gom thêm mấy cái xoay cho các cú nha. Hồi chưa có làm 70 đồng xu mà đổi hên xui đâm ra hết. Thì giờ mình sẽ xoay nhà nó lại. Ông này hai bên báo à, thì đây thì còn có 3,7 m thôi. Thì bây giờ mình sẽ mua hai cái chắc cú để mình xoay cho xem mưa ra không nha. Chứ hồi chưa đổi 70 đồng xu thì tài hết ra 70 đồng còn đổi hết xui mà. Cái này thì đổi mình mở ra thì 60 đồng đổi được hai cái chắc cú thì đang có hai cái một rồi, thì bây giờ bán thôi. Thì mình may mắn lên cả hai cái viên hai thì mình gom không mấy mấy cái mình sai một lần nên cho tỷ lệ nó lên cao. Thì gom nguyên liệu thì đi xem bóp lên 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 sao này bị ảnh hưởng. Hy vọng là may mắn đến thường. Con đã được. Đây thì được chắc được 4 máy đồng. $45. 15 đồng đấy. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Rồi. Đủ 60 đồng rồi đổi chắc cú luôn. Bây giờ sợ đổi hình vui lắm rồi. Chắc cú để còn có siêu mẫu viên hai. Cái thêm xui là lại tịch ngoài đấy. À, đang có người xoay viên hai rồi. Rồi đủ 60 đồng nha. Để đổi chắc cú. Ồ lại đi hợp tập. Rồi hai cái gì ông tập luôn cay thế nhỉ. À, ra hiệu ông tập là không đưa rồi thật vì ra ra rồi sau thì bây giờ lại thấy con áo tròn nó chọn thì lại phải sau khi 2.5 là phải có quy nhận cũng có sự phân chết đây giờ về nhân phẩm luôn nha hai cái nha đi vào cái rồi. Hy vọng may mắn cả hai luôn. Rồi tỷ lệ 40 này. Đây luôn hả? Rồi. Mình làm cái điểm này. Lên đi đến ngày mai cũng có siêu phẩm.
Em chỗ này là cái toàn rồi. Rồi. Ô, một cái, một cái. Đẹp rồi. Ôi, có lúc luôn, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Hiền quá, hiền quá. Có khi nào double kill luôn không? Thì để đây đi nha, đi mua vịt cái đó. Mua vịt, mua vịt, mua vịt, tiếp tục. Hy vọng cái này đây luôn nha, là hai cái nha. Rồi, ấy da, dầm, lại có đèn vô. Mua hai cái này không mua. Không rồi, có điểm rồi, có điểm rồi. Hơi dở nhỉ. Quên mất cái vụ này đấy. Đây. Tiếp này. Thêm cái này nữa nè. Ồ, bị ngay nha nè. Không, 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 không. Được đúng một cái chứ không mày. Ồ. Ở đây cho nó lên 11 luôn. Như vậy là tỷ lệ là 21. Rồi. Mình sẽ cho nó lên 11 luôn. 81 này. Đây còn đủ không? Đủ hai hai bùa luôn này. Rồi một cái là mất một cái vậy. Hơi căng hơi căng hơi căng. Nên được hai cái đẹp quá. Hơi tí đấy. Rồi lại xịt kìa. Nhục. Đừng nói về không nha. Như vậy là mất một bùa rồi. Lên 10, lên 11 là mất bột trao. Mất bột trao rồi. Hết bột trao, hết bột trao. Thôi, để ở đây cái đây anh em ơi. Như vậy là gom được 3 cái bên nhà này rồi. Thôi, video này mình xin kết thúc tại đây anh em ơi. Hẹn gặp lại anh em video tiếp theo nha. Bye.